Ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh nội dung hành vi xúc phạm giáo viên tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú. Trường Trung học cơ sở Văn Phú đã tiến hành họp ban chấp hành chi bộ và lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh có liên quan để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức học sinh. Yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết bản tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã trực tiếp đến trường Trung học cơ sở Văn Phú, chỉ đạo nhà trường xem xét, giải quyết sự việc và tiếp tục chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo nhà trường tiếp tục kiểm tra, xác minh, giải quyết, xem xét đề xuất xử lý đối với tập thể cá nhân liên quan, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định.